Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ phát sóng ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và tôi là Thanh Liệt. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ Triều căng thẳng về thỏa thuận hạt nhân tại Singapore. Lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, sáng nay Thủy điện Hòa Bình, Sơn La đồng loạt xả lũ. Trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, cùng tìm hiểu mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc mang lại giá trị kinh tế cao và giúp làm sạch nước hồ. Nhiều vùng của châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng thiêu đốt lên gần 50 độ C. Giới chuyên gia khí tượng tiếp tục cảnh báo kỷ lục về nhiệt độ ở châu lục này có thể bị phá vỡ trong vài ngày tới. Còn các nhà khoa học Australia vừa tìm ra một loại thuốc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Ngày hôm nay, hãng tin Reuters đưa tin một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại phía tây bắc Pakistan, khiến ít nhất là 18 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra giữa một xe buýt và một xe chở dầu ở gần khu vực Samari của huyện Kohat ở phía tây bắc Pakistan. Chiếc xe buýt đang đi từ thành phố Pune đến Karachi. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Ngay sau va chạm, các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ việc, đưa các hành khách bị thương đến bệnh viện. Ở các khu vực nông thôn Pakistan, tai nạn giao thông thường xảy ra được cho là do cơ sở vật chất yếu kém và người dân thường bỏ qua các quy tắc an toàn giao thông. Mối quan hệ Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất hòa liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6. Mối bất hòa này cho thấy những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, bất chấp những tiến bộ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều hồi tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị ASEAN diễn ra ở Singapore, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định Triều Tiên tuân thủ chặt chẽ cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều và quyết tâm thực hiện nó một cách có trách nhiệm và thiện chí. Ông cho biết Triều Tiên đã khởi xướng các biện pháp và liên quan đến lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, đồng thời dỡ bỏ địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, thì Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích hành động của Mỹ, thể hiện nước này đang muốn quay lại tình hình căng thẳng trước đây và càng ngày càng khác biệt so với ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Liên quan đến vai trò của Nga và Mỹ tại Syria, ngày hôm qua mùng 4 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã đề xuất hợp tác với phía Mỹ trong vấn đề người tị nạn Syria và công tác giả phá bom mìn. Thông tin trên được đề cập trong một lá thư do Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov gửi tới Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford vào hồi tháng 7 thông qua một kênh liên lạc mật. Trong bức thư, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã thông báo cho phía Mỹ về những biện pháp của Nga nhằm bình ổn tình hình tại Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này hy vọng Mỹ sẽ có những bước đi cần thiết nhằm tránh vi phạm những thỏa thuận giữa hai bên trong vấn đề Syria. Thưa quý vị và các bạn, lên chùa tu tập là truyền thống dành cho các nam thiếu niên của Thái Lan khi vừa trải qua khổ ải. Việc xuống tóc đi tu và được xem là cách gột rửa tâm hồn cho đội bóng nhí của Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang cách đây không lâu. Và ngày hôm qua thì các cầu thủ trong đội bóng đá thì đã hoàn thành nghi lễ theo nghi thức Phật giáo này và kết thúc thời gian đi tu để tưởng nhớ người thợ lặn thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng. Cụ thể ngày hôm qua, sau 11 ngày tu để tưởng nhớ Saman Kunan, thợ lặn thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu họ khỏi hang Tham Luang hồi tháng trước, 11 thành viên đội bóng đã làm lễ để rời khỏi chùa. Các cậu bé rời khỏi ngôi chùa quận Se Mai trong trang phục màu trắng. Riêng huấn luyện viên cùng mắc kẹt với đội bóng vẫn nằm trong chùa, do anh đã trở thành nhà sư từ trước đây. Trước đó, đội bóng lợn hoang gồm 12 cậu bé từ 11 đến 16 tuổi cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã được giải cứu khỏi hang Tham Luang an toàn sau hơn 2 tuần mắc kẹt. Cuộc giải cứu thành công nhờ sự phối hợp của các thợ lặn Thái Lan và những quốc gia khác. Nhà chức trách ngay sau đó đã yêu cầu truyền thông không làm phiền, dành cho các cầu thủ nhí thời gian để các em trở lại cuộc sống bình thường. Mở đầu phần tin trong nước là thông tin về tình hình thời tiết.
Thưa quý vị, mưa trên diện rộng nhiều nơi, có mưa vừa mưa to là hình thái thời tiết của Bắc Bộ trong ngày và đêm nay mùng 5 tháng 8. Nguyên nhân là do hoạt động rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Ngày hôm nay, theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm qua, mùng 4 tháng 8 ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Điển hình một số nơi có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 1 giờ ngày mùng 5 tháng 8 như Phú Yên ở Sơn La 46mm, Mai Châu Hòa Bình 49mm, Bắc Hà Lào Cai 67mm, Yên Bái 46mm, Hà Giang 51mm, Vĩnh Yên ở Vĩnh Phúc là 57mm, Ngân Sơn Bắc Cạn 50mm, Mẫu Sơn Lạng Sơn là 55mm và Hà Nam là 53mm. Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo sạt lở đất tại các tỉnh miền núi như Yên Bái, Hòa Bình. Các địa phương có mưa lớn liên tục trong nhiều giờ qua. Người dân các huyện Trấn Yên, Văn Chấn ở Yên Bái hay Mai Châu, Đà Bắc ở Hòa Bình cần lưu ý nêu cao cảnh giác, tránh xa những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, ven sông suối để đảm bảo an toàn trước nguy cơ thiên tai. Thưa quý vị, có thể thấy những ngày đầu tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh, khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Trước tình hình lưu lượng nước đổ về các hồ tăng nhanh, thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 28 gửi công ty thủy điện Sơn La Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy trong sáng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8. Cụ thể, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang lúc 19 giờ tối hôm qua đã vượt qua mức nước cho phép là 2,94m. Hồ Sơn La hiện mức nước thượng lưu vượt mức nước cho phép là 2,92m. Mực nước hồ Hòa Bình đang duy trì ở mức cao, vượt mức nước cho phép là 5,04m. Chưa kể, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết của hồ phía Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, từng bước đưa mực nước hồ chứa vận hành theo đúng quy định liên hồ, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã lệnh cho các nhà máy thủy điện xả lũ. Cụ thể, hồ Hòa Bình xả một cửa vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, hồ Sơn La xả một cửa vào lúc 10 giờ sáng. Trước đó thì hồ Tuyên Quang cũng đã xả một cửa vào chiều hôm qua, mùng 4 tháng 8. Theo Ban Chỉ đạo, mực nước các sông hạ du, các hồ đang thấp, do đó việc xả lũ không ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du. Trước khi tiến hành xả lũ, cơ quan thường trực đã có công điện gửi các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ và việc xả lũ từ các hồ chứa. Đợt mưa lũ trong những ngày đầu tháng 8 này đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến một số tỉnh vùng Tây Bắc. Trong đó thì huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề với 6 xã bị cô lập do sạt lở, nhiều người chết và mất tích. Theo số liệu cập nhật mới nhất, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã có 6 người chết, 2 người bị thương và 7 người mất tích. Nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi. Giao thông trên tuyến đường từ xã Giào San đi các xã Vàng Ma Trải, Xì Lờ Lầu, Ma Ly Trải tê liệt hoàn toàn. Trong đó thiệt hại lớn nhất là xã Vàng Ma Trải với 5 người chết và 6 người mất tích. Về tài sản, 15 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị đổ tường, nứt vách, nhiều hecta lúa và hàng nghìn diện tích ao nuôi cá của người dân bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện tại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và cứu chữa nạn nhân bị thương đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu và huyện Phong Thổ khẩn trương thực hiện. Địa phương cũng đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục những điểm sạt lở, làm đứt đường giao thông. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, địa hình đồi núi hiểm trở nên dự kiến trong vài ngày tới mới có thể khắc phục được sự cố này. Một vụ chữa cháy hy hữu vừa xảy ra tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai vào chiều qua 4 tháng 8. Khi một chiếc xe limousine đang dừng đỗ bên đường thì bỗng dưng là phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng với cột khói bốc cao hàng chục mét. Tình huống cấp bách thì đã khiến lực lượng chữa cháy phải dùng đến xe hút 7 phút để chữa cháy. Theo thông tin ban đầu thì vụ hoạn xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 8 ở đoạn đường ngã 3 Ngũ Chỉ Sơn, Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa, huyện Sapa, Lào Cai. Ngọn lửa bốc lên và thiêu rụi chiếc xe nhãn hiệu Ford Transit, hai chiếc xe ô tô bên cạnh cũng bị hư hỏng nặng. Ngay khi ngọn lửa bốc lên thì với tinh thần bốn tại chỗ, một chiếc xe hút 7 phút đã tham gia chữa cháy. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt. Ngọn lửa đã được khống chế sau vài phút. Người lái xe chiếc hút 7 phút dập lửa và anh này phát hiện ra đám cháy trên đường với khoảng cách khoảng 500m. Ngay lập tức thì anh đã lái xe đến hồ nước cạnh đám cháy, hút nước đưa đến dập lửa. Sau đó các chiến sĩ công an cũng đã đến hỗ trợ nên đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Tuy nhiên lúc này chiếc xe Ford Transit đã cháy trơ khung, chiếc Fortune và Navara đổ hai bên cạnh lần lượt bị cháy mất phần đầu và bị hỏng phần đuôi.
Trong những ngày vừa qua thì mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Nút giao đại lộ Thăng Long vẫn bị ngập nhiều ngày sau mưa, gây thiệt hại lớn về tài sản, đảo lộn cuộc sống của người dân, đồng thời khiến giao thông tê liệt, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Vì sao khu vực này thường xuyên ngập sâu? Ghi nhận của nhà phóng viên chương trình. Mặc dù những trận mưa lớn đã dứt, thế nhưng những hầm chui tại đường gom đại lộ Thăng Long vẫn luôn trong tình trạng ngập nước như thế này. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, khiến người dân sinh sống quanh khu vực này không khỏi bức xúc và lo ngại. Bản thân mà nếu như đi thấy mà đường ngập lụt này thì một là cái đảm bảo an toàn giao thông là không đảm bảo. Hai nữa là cái thoát nước ở đây nó hầu như thế là các cái cống đường dân sinh đi cửa hầm cầu đều có cái tắc nước mà nó không thoát được. Cho nên nó là những người thanh niên mà nó cứng chân cứng tay đi thì có được, chứ nếu như các người có tuổi đi thì rất nguy hiểm. Đây nó trơn trượt có thể là bị hay bị ngã xe, nhiều người bị ngã xe kiểu đấy. Ô tô mà đi qua nhanh là bắn đầy người, là anh em bị ngã, nhiều người bị ngã. Hiện quanh khu vực đại lộ Thăng Long, hệ thống sông hồ không có nên nước từ cống sẽ không có chỗ thoát. Hơn nữa, cao độ ở đây đã ở mức thấp nhất, khó có thể hạ thêm. Đặc biệt là bây giờ ấy, các cái hố ga rồi các cái chỗ thoát nước ở nó bị hư hỏng nhiều, cho nên ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng đến cái sự an toàn của người đi xe. Mấy ngày rồi nhưng mà đấy vẫn ngập, vẫn phải tiếp tục lội. Hiện nay Hà Nội là cái ao hồ là chúng ta bị lấp khoảng 60% rồi, do đó mà cái hồ mà chứa nước là không còn nữa thì mưa thì dứt khoát là phải ngập rồi. Mà đặc biệt là ở các khu đô thị mới ấy thì cái đô thị hóa nhanh mà chưa đảm bảo cái hạ tầng, do đó chúng tôi đề nghị là khi mà quy hoạch ý, nên tính toán lại cụ thể cái vấn đề cấp và thoát nước như thế nào. Liên quan đến dự án đại lộ Thăng Long, cuối năm 2010, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận có nhiều sai phạm. Về thiết kế, cao độ đường gom và hệ thống thoát nước hai bên tuyến đường thực tế không đúng quy định. Cao độ đường gom không được lấy theo cao độ san nền khu vực tuyến đường đi qua. Cách thiết kế các hạng mục này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, gây mất an toàn giao thông khi tuyến đường đi vào khai thác. Về nguyên tắc và phát triển đô thị thì trước khi mà xây dựng đô thị đều phải có cái phương án san nền tiêu thủy. Trong cái việc phát triển đô thị hóa tràn lan 20 năm trở lại đây, cộng thêm kế hoạch mà không thích ứng đó đã gây ra nạn ngập úng, và tôi nghĩ rằng nạn ngập úng đó chưa dừng lại và tiếp tục ngày càng trầm trọng hơn. Cuối cùng là nâng cốt nền đường là điều khó khăn nhất. Thì bây giờ là cái chỗ là thấp và trở thành là dòng phố bây giờ biến thành sông là vậy. Đấy là những khu và giáp ranh giữa cũ và mới. Cũng theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ở một số hầm chui có cống nhưng không có nhiều tác dụng thoát nước là do vị trí miệng cống không nằm ở nơi thấp nhất của nền đường. Thực tế, rãnh thoát nước có lưu lượng thấp hơn, lỗi ở đây nằm ở kỹ thuật tính toán. Bởi vậy, giải pháp lâu dài đối với các đô thị không tuân theo quy hoạch đó là phải rà soát lại, nhất là hệ thống thoát nước và hành lang chỉ giới về xây dựng để dành quỹ đất làm thoát nước. Đầm Ô Loan là danh thắng quốc gia nổi tiếng của tỉnh Phú Yên và khu vực miền Trung. Tuy nhiên, những năm qua tình trạng xâm phạm lấn chiếm đầm Ô Loan diễn biến ngày càng phức tạp và gây biến dạng mặt đầm. Làm thế nào để quản lý và bảo vệ danh thắng này, tránh được những tác động tiêu cực là vấn đề cấp thiết được đặt ra cho chính quyền địa phương vào thời điểm này. Phóng sự sau đây của nhà phóng viên chương trình sẽ cho thấy rõ hơn về điều này. Đầm Ô Loan, khu vực xã An Cư và An Hòa. Không khó để nhận ra những ngôi nhà kiên cố như thế này bên bờ đầm. Theo thống kê, đến thời điểm này có 232 hộ xây dựng nhà ở và công trình lấn chiếm với tổng diện tích vi phạm là hơn 17.000 m2. Tình trạng này kéo dài đã khiến cho danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm hại nghiêm trọng. Hiện bây giờ là xây nhà trái phép thì từ đây đó đang dẹp mí đằng kia trước mặt nhà cọ. Chưa có cái lệnh cấm thì cái đó thì đã đền. Mà sau có lệnh cấm rồi người ta cũng cứ mãi là cấm. Thì cứ là có rồi cấm rồi giờ là này nọ cuối cùng nói cuối cùng coi như cũng vậy. Bên cạnh các vi phạm lấn chiếm mặt nước đầm Ô Loan chưa được xử lý, đến nay một số hộ dân đã tiếp tục làm mới hồ tôm, xâm hại diện tích rừng dương ven đầm. Dù huyện Tuy An đã kiểm tra lập biên bản và xử phạt hành chính những trường hợp vi phạm, nhưng các sai phạm vẫn nguyên trạng. Dân đây thì coi như nuôi sống rồi hải sản nhiều, cho nên bây giờ mà coi như không
không khắc phục được cái hồ ngoài mà ảnh hưởng từ triều dân á, thì người ta phải làm vô trong là cái đường riêng rồi. Ta phải tìm cuộc sống nha. Nếu mà coi như không có, nếu mà không làm thì coi như người ta rất là coi như đời sống rất khó khăn. Người ta làm anh thấy coi như có người thì không thấy gì hết. Thế tôi cũng xuống làm bên người ta, bên bây giờ nhà nước cấp thì chẳng lẽ mình coi như bó tay mình lên xuống cái địa nhìn không à? Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên chấn chỉnh, xử lý dứt điểm những trường hợp tự ý xây nhà ở và đắp ao đìa nuôi trồng thủy sản trong đầm Ô Loan. Tuy nhiên, đến nay việc sai phạm vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn. Vừa rồi là chúng tôi cũng cùng với cái Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch cũng đã có đi khảo sát và cũng có cắm mốc ở cái định, dự định là sẽ đề nghị cắm mốc ở cái vùng 1. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai thì chúng tôi đang thuê tư vấn để mà có cái quy hoạch chi tiết cái vùng nuôi trồng 291 hectare. Sau khi mà tư vấn làm xong thì chúng tôi sẽ vận động, động viên bà con và sẽ đưa vào cái vùng quy hoạch. Việc xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đầm Ô Loan không chỉ có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của một danh thắng cấp quốc gia, mà còn tạo điều kiện để phát triển nhiều loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế. Vì thế, không thể tiếp tục chờ đợi hay nhân nhượng với những sai phạm nghiêm trọng của người dân. Khu vực phường 12 thành phố Vũng Tàu có khoảng vài chục hộ nuôi tôm trên diện tích hơn 40 hectare. Những năm trước đây nhờ nuôi tôm, thu nhập người dân ổn định, bình quân 1 hectare lãi trên 250 triệu đồng một năm. Riêng vụ tôm tháng 4 năm 2018, khi thả giống được hơn 1 tháng, tôm bị bệnh đốm trắng nên chết toàn bộ, khiến nhiều hộ bị thua lỗ từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Tại phường 12 thành phố Vũng Tàu, thời điểm này, hầu hết chủ đùng, chủ ao tôm đang phải cải tạo đất sau khi tôm bị dịch bệnh. Gần 2 tháng qua, ông Nguyễn Văn Sơn ở phường 12 tập trung xử lý ao, bởi sau khi tôm giống được thả khoảng 40 ngày thì bị dịch bệnh, chết trắng, thiệt hại ước tính đến 60 triệu đồng. Hôm nay thì đầu vụ tới giờ là hư. Tại vì nó nói là chắc là ô nhiễm môi trường thôi, chứ còn với thời tiết thôi, chứ mình cũng chưa nắm bắt được. Ông Đặng Chí Đức cũng thả tôm giống được 1 tháng 10 ngày thì bị dịch bệnh, khiến ông lỗ hơn 80 triệu đồng. Trước tình hình này, ông Đức dự tính ngừng sản xuất 1 năm để ổn định ao nuôi. Còn có năm nay với vụ đầu, vụ thả hôm tháng 4 tới giờ thì nó được trong vòng tháng rồi nó bị hư lần lần tới tháng rưỡi hư hết. Bây giờ cái bã này thì phơi ao khô chắc phải cách ly khoảng năm sau chúng mới thả lại này. Cách đây gần 20 năm, nhiều hộ dân tại phường 12, thành phố Vũng Tàu đã tận dụng ruộng muối để nuôi tôm vào mùa mưa. Ban đầu chỉ một vài hộ, dần dần phát triển lên hàng chục hộ. Với diện tích trên 40 hectare, với thu nhập bình quân trên 250 triệu đồng một hectare một năm. Tuy nhiên, đến vụ tôm tháng 6 năm 2018, phường 12 có đến 90% diện tích ao nuôi có tôm bị dịch bệnh, nguyên nhân của tình trạng này. Theo người dân địa phương, một phần do ô nhiễm nguồn nước từ sông Cây Khế, con sông dẫn nước vào các ao tôm. Một phần là do nguồn tôm giống không đảm bảo. Hiện tại, các hộ nuôi tôm đang cải tạo, xử lý ao để chuẩn bị cho vụ tôm cuối năm. Các hộ cũng mong muốn ngành chức năng tổ chức thêm những lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người dân nắm bắt kỹ thuật nuôi tôm an toàn, hiệu quả. Rác thải sẽ trở thành nguồn tài nguyên tái chế phục vụ cho cuộc sống của con người nếu quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác được thực hiện một cách khoa học và triệt để. Tuy nhiên hiện nay không phải ai cũng nhận thức được vấn đề này, mà trên thực tế, tại các địa điểm công cộng thì rác thải vẫn cứ bị vứt bừa bãi, không phân loại và gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù là cuối tuần, nhưng gần 50 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn PHD vẫn tự nguyện nhặt rác quanh khu vực Hồ Gươm như vườn hoa Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tháp Hỏa Phong, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Được biết, đây là một trong những hoạt động của chương trình Fresh Garden yêu Hà Nội, cùng giữ gìn thủ đô xanh sạch. Rác thải sau khi được thu gom sẽ được phân loại thành 3 nhóm: rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Theo đại diện công ty,
Hoạt động này sẽ giúp nâng cao ý thức của nhân viên công ty, chủ yếu là người trẻ, trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Đồng thời cũng là cơ hội để gắn bó các thành viên của công ty. Cái mục đích chương trình chúng tôi muốn là để xây dựng văn hóa công ty, văn hóa làm việc và cái hoạt động teamwork của các thành viên trong công ty. Cái thứ hai là muốn qua đây thì cũng muốn góp phần bảo vệ và xây dựng cái hình ảnh thủ đô xanh sạch đẹp. Và cái thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến là Fresh Garden yêu Hà Nội. Yêu Hà Nội thì muốn xây dựng cho thủ đô chúng ta được xanh sạch đẹp mỗi ngày. Dự kiến hoạt động này sẽ được công ty duy trì hàng tháng tại các địa điểm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tại trụ sở công ty, các cán bộ nhân viên còn thực hiện phong trào 5S gồm sàng lọc, sắp xếp, sẵn sàng, sạch sẽ, săn sóc để đảm bảo vệ sinh môi trường ngay tại nơi làm việc. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tình trạng các nhà thuốc bán thuốc không theo đơn diễn ra trên nhiều địa bàn tỉnh do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người dân muốn mua thuốc nhanh chóng, không muốn phiền hà tốn kém khi đi khám để có đơn thuốc. Sở Y tế Đắk Lắk vừa có phản hồi về việc các nhà thuốc trên địa bàn bán thuốc tràn lan không theo đơn của bác sĩ. Theo đó, nguyên nhân của việc bán thuốc kê đơn không có đơn tràn lan do chủ tiệm thuốc muốn tối đa hóa doanh thu, còn khách hàng thì không có thói quen khám bệnh. Sự phiền hà tốn kém khi đi khám để có đơn thuốc, nhận thức người dân còn hạn chế. Đồng thời, việc hậu kiểm trong quản lý còn yếu, nhiều hạn chế khi số lượng các cơ sở bán lẻ thuốc quá lớn trên địa bàn, trong khi nhân lực của cơ quan quản lý hạn chế đã gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý đối với hoạt động ngành nghề dược. Theo Sở Y tế, chế tài xử lý đối với hành vi bán thuốc phải kê đơn mà không có đơn thuốc chưa đủ răn đe cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này tràn lan. Trước đó, theo thống kê, trong năm 2017, Thanh tra Sở Y tế đã thực hiện thanh tra kiểm tra 629 cơ sở về nội dung kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Trong đó phát hiện có 36 cơ sở vi phạm và xử phạt gần 60 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 3 cơ sở vi phạm điều kiện kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng, xử phạt hành chính trên 18 triệu đồng. Tổng hội Y học Việt Nam đã có phản hồi sau khi bác sĩ Hoàng Công Lương, một trong 5 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng về kết luận điều tra bổ sung vụ án này. Cụ thể, Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng việc bác sĩ Hoàng Công Lương ký vào bệnh án cùng với bác sĩ Nguyễn Mạnh Linh là thể hiện việc giám sát hỗ trợ của bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề là đúng theo quy định của pháp luật. Còn đối với bác sĩ Phạm Thị Huyền, hiện đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Do vậy, bác sĩ Huyền đủ điều kiện hành nghề độc lập. Chính vì thế, bác sĩ Lương không cần cùng ký bệnh án với bác sĩ Phạm Thị Huyền. Cũng theo ý kiến từ Tổng hội Y học Việt Nam, nếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã có văn bản quy định về quy trình sửa chữa hệ thống lọc nước RO, sau khi sửa chữa, bác sĩ điều trị chỉ được ra lệnh vận hành máy khi đã có biên bản bàn giao chính thức là công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Trâm Anh và bên yêu cầu sửa chữa là phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện đúng văn bản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ban hành về quy trình sửa chữa hệ thống lọc nước RO. Trong trường hợp bệnh viện chưa ban hành văn bản quy định về quy trình sửa chữa hệ thống lọc nước RO phổ biến tới các bác sĩ trong bệnh viện, thì cần xem xét lại trách nhiệm của bác sĩ Hoàng Công Lương theo quy định tại Điều 34 Luật Khám Chữa Bệnh quy định về quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh. Một thông tin vui dành cho các cặp vợ chồng đang có dấu hiệu bị vô sinh hiếm muộn và cả những cặp vợ chồng đang có dự định thụ tinh trong ống nghiệm. Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội đang triển khai chương trình Tuần Lễ Vàng Ươm Mầm Hạnh Phúc 2018. Từ sáng nay, tất cả các cặp vợ chồng đến khám vô sinh hiếm muộn tại bệnh viện đều được miễn phí tiền khám, tư vấn và siêu âm. Cùng với đó là những phần quà hấp dẫn bằng tiền mặt nếu thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Chương trình Tuần Lễ Vàng hướng đến mục tiêu chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức về vô sinh hiếm muộn trong bối cảnh tỷ lệ người mắc đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018, bệnh viện sẽ ưu tiên dành tặng hàng nghìn suất tư vấn, khám, siêu âm miễn phí tại bệnh viện. Bên cạnh đó, tất cả các cặp vợ chồng đến thăm khám trong thời gian này sẽ được bệnh viện hỗ trợ voucher trị giá 5 triệu đồng.
Chi phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp khi bệnh nhân thực hiện dịch vụ IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các cặp vợ chồng trong quá trình thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn tại bệnh viện, các cặp vợ chồng đến khám trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tham gia lễ tổng kết tuần lễ vàng được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 năm 2018 và có cơ hội bốc thăm để nhận được các gói hỗ trợ giá trị bao gồm một gói hỗ trợ đặc biệt điều trị thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí tương đương 60 triệu đồng, 5 gói hỗ trợ vàng trị giá 30 triệu đồng một gói, 15 gói hỗ trợ bạc trị giá 10 triệu đồng một gói, 25 gói hỗ trợ đồng trị giá 5 triệu đồng một gói, 35 gói hỗ trợ cơ bản trị giá 2 triệu đồng một gói. Đây là chương trình hỗ trợ bệnh nhân vô sinh hiếm muộn lớn nhất trong năm của bệnh viện này cũng như của các bệnh viện chuyên ngành trên cả nước. Sau 12 năm thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập chương trình đào tạo tiên tiến chất lượng cao và POHE áp dụng cho các chương trình định dạng ứng dụng, sáng ngày hôm qua 4 tháng 8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy cho gần 600 sinh viên ưu tú nhất với một chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đến nay thì các chương trình này luôn có sức hút lớn đối với sinh viên và đem về nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm nay, chương trình đào tạo tiên tiến chất lượng cao và POHE khóa K56 của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có 27 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 4,5%, 213 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 35,6%. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng quyết định khen thưởng 12 thủ khoa các chuyên ngành như kế toán, quản trị kinh doanh. Ngoài nguồn học bổng của nhà trường nhằm khuyến khích tinh thần học tập và phấn đấu của sinh viên theo các quy định chung, nhiều sinh viên của khóa K56 với thành tích học tập cao đã được nhận các loại học bổng của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức và các cơ sở nghiên cứu đào tạo ở cả trong và ngoài nước. Nhiều sinh viên đã tham gia và đạt thành tích tốt trong các cuộc thi kiến thức và kỹ năng sinh viên trong nước và quốc tế. Cũng liên quan đến công tác tuyển sinh thì dự kiến trong ngày hôm nay 5 tháng 8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm chuẩn của các ngành khối kinh tế và mức điểm trúng tuyển dự kiến sẽ từ 20 đến 25 điểm. Và thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Nhắc tới tâm lý học thì ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ tới những khối lý thuyết giáo điều khô khan và cảm thấy ngành khoa học này khá nhàm chán. Tuy nhiên đây là vũ khí bí mật trên con đường tiến tới thành công. Từ tính cách con người đến quá trình nhận thức sự vật, sự việc, tình cảm, ngôn ngữ, các mối quan hệ xã hội đều có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời với tâm lý học. Tâm lý học giúp chúng ta làm chủ cuộc sống tốt hơn. Và cuốn sách Bạn có phải là cá hồi chum hay không sẽ giúp người đọc vận dụng ngành khoa học này vào cuộc sống một cách hiệu quả. Cuốn sách với 9 chương được chia thành nhiều mục nhỏ. Mỗi tiểu mục hé lộ một mảng tâm lý học, bí mật nằm dưới những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, từ công việc cho tới các mối quan hệ công sở, tình cảm. Không đưa ra những lý thuyết khô khan, Bạn có phải là cá hồi chum không? Dẫn người đọc vào thế giới của tâm lý học thông qua những câu chuyện có thật, những thí nghiệm tâm lý học kinh điển, thậm chí là những câu chuyện thần thoại, những sự thật hiển nhiên trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta không để mắt tới. Trong cuốn sách này, An Nhã Ninh, một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, còn đưa ra một số ví dụ minh họa có thể áp dụng trong giao tiếp như việc chú ý tới âm điệu của người đối diện, phương pháp loại bỏ áp lực, tiếp cận tâm lý học từ những lý thuyết căn bản nhất đến việc áp dụng những nhánh nhỏ của ngành khoa học này như tâm lý học tình cảm, tâm lý học công sở, tâm lý học quản lý, tâm lý học xã giao, tâm lý học tính cách. Cuốn sách dành một phần để nói về những mặt tối trong tính cách của con người và cách loại bỏ các phần tiêu cực ấy. Có thể nói, Bạn có phải cá hồi chum không? Là cuốn sách phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc, từ những người trẻ đang hoang mang trước ngưỡng cửa cuộc đời hay những người trưởng thành đang làm việc nơi công sở. Mỗi ngày bỏ ra khoảng 10 phút, đọc một mục nhỏ bất kỳ của cuốn sách sẽ giúp chặng đường chinh phục thành công của bạn dễ dàng hơn. Tiếp tục chương trình như thường lệ là mục điểm báo với các bài viết đáng chú ý đăng tải trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Và bài viết trong chuyên mục lao động cuối tuần, đứng giữa đỉnh lũ, nhìn lại hệ thống đê điều mà lo, trên trang 2 của báo Lao động. Hệ thống đê điều có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước, nhân dân, cũng như là thành quả phát triển kinh tế xã hội đạt được, đồng thời là những tuyến đường giao thông quan trọng kết nối giao thương giữa các vùng miền. Trong những năm gần đây, việc điều hành hồ chứa đã mang lại hiệu quả to lớn.
các nhà máy thủy điện đã phát vượt mức yêu cầu đài ra. Đà mặt khác thì do việc quyết định cho các hồ tích nước sớm hơn so với quy định, nên gần như năm nào cũng đảm bảo tích nước đủ. Đặc biệt những năm gần đây là những năm nước kiệt ít thấy. Các hồ đã góp phần quyết định vào việc tích nước đủ phát điện vào mùa khô, xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tích nước sớm sẽ vô cùng nguy hiểm nếu mà xảy ra lũ muộn với mức lũ cao. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, sau lũ năm 2017 thì thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017. Trong đó có yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát một số khu vực đê điều, nhất là khu vực đê sung yếu đã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ bão thời gian vừa qua để có phương án sửa chữa ngay từ cuối năm 2017. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí khoảng 3.500 tỷ đồng để thực hiện xử lý cấp bách các sự cố đê điều xảy ra, tu bổ nâng cấp một số tuyến đê chưa đảm bảo an toàn chống lũ và đầu tư xóa một số vị trí trọng điểm xung yếu về đê điều, các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Theo đó, thì Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm đến hệ thống đê điều. Mặc dù ngân sách trung ương còn hạn chế, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sử dụng 1.300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để hỗ trợ các địa phương xử lý cấp bách các công trình đê điều do ảnh hưởng của lũ bão năm 2017 vừa qua. Thời gian gần đây, thì số bệnh nhân đến với trung tâm chống độc ở Bệnh viện Bạch Mai điều trị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat có xu hướng tăng, trung bình là sẽ có từ 2 đến 3 ca một ngày và thậm chí là có tối có đến 5 ca vào cấp cứu. Ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat, những cái chết ám ảnh là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 3 của Báo Lao Động. Những ca ngộ độc Paraquat rất đau lòng, bệnh nhân tìm đến cái chết bằng Paraquat vì những lý do rất đơn giản như mâu thuẫn, buồn chán chuyện gia đình, chuyện bản thân. Hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc Paraquat đều bắt nguồn từ việc uống loại hóa chất cực độc này để tự tử. Khi chất Paraquat vào cơ thể sẽ gây tổn thương nặng nề các cơ quan nội tạng, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó sơ phổi tiến triển nặng dẫn tới suy hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao. Tệ hơn với những người bị ngộ độc Paraquat, cho tới khi hấp hối vẫn rất tỉnh táo nhưng khó thở, vật vã nên vô cùng thương tâm. Trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc Paraquat may mắn thoát chết thì cũng bị di chứng nặng nề về phổi, các cơ quan nội tạng khác nên ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, khả năng lao động và hòa nhập cuộc sống. Bên cạnh đó, người bị ngộ độc chất diệt cỏ còn phải gánh chịu chi phí điều trị rất lớn khi phải dùng nhiều loại thuốc thải độc và lọc máu trong một thời gian dài. Ngoài ra, tình trạng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật cũng được cảnh báo. Không ít trường hợp nhiễm thuốc bảo vệ thực vật không phải do tiếp xúc trực tiếp, mà họ sử dụng các sản phẩm rau quả còn tồn dư lượng thuốc trừ sâu hoặc hít phải đều bị nhiễm. Mọi người dân, từ người trực tiếp sản xuất đến người sử dụng, từ thành thị đến nông thôn đều có nguy cơ cao hấp thụ thuốc trừ sâu vào máu. Kết quả trên được Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế công bố khi thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tại một số lớp học thuộc Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã, thị trấn đến từ 4 huyện ngoại thành Hà Nội bao gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức cho thấy 31 trên 67 người ở Hà Nội được xét nghiệm có chỉ số nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Vâng, thưa quý vị, phế liệu là nguồn nguyên liệu quan trọng của một số ngành sản xuất như là thép, giấy, và khai thác tốt nguồn nguyên liệu thì sẽ mang lại những hiệu quả về kinh tế cao và đặc biệt hơn là về môi trường. Nhưng ranh giới giữa việc nhập phế liệu và nhập rác thì cũng rất là mong manh. Và trên trang 5 của Báo Kinh tế Sài Gòn có bài viết "Để phế liệu không biến thành rác". Theo Tổng cục Môi trường, nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu thì tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhưng nhiều rác thải thì cũng núp bóng những phế liệu tràn vào Việt Nam và biến Việt Nam trở thành bãi rác của các loại máy móc thiết bị lạc hậu, cũng như là những loại rác thải nguy hại cho môi trường. Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu thì nhiều loại phế liệu đã tìm cách đổ vào Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2016 thì Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 4,8 triệu tấn sắt, thép, nhựa, giấy phế liệu. Năm 2017 thì con số này đã nhích lên đạt gần 6,5 triệu tấn. Còn chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018 thì lượng sắt, thép, nhựa, giấy phế liệu được nhập khẩu vào Việt Nam là hơn 4 triệu tấn. Để siết chặt việc kiểm soát phế liệu nhập khẩu thì Tổng cục Hải quan đã ra yêu cầu nhập khẩu phế liệu phải được lấy mẫu để phân tích đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đồng thời thì phải chụp ảnh thực tế hàng nhập khẩu phục vụ công tác thanh tra kiểm tra. Đồng thời thì Chính phủ cũng quyết định tạm dừng cấp phép nhập khẩu phế liệu mới. Sau đầu tháng 7 năm 2018 thì Hiệp hội Thép Việt Nam VSA đã có văn bản kiến nghị loại trừ sắt, thép vụn ra khỏi đối tượng điều chỉnh theo quy định mới của Tổng cục Hải quan. Đồng thời còn kiến nghị áp dụng một tỷ lệ hợp lý là tạp chất trong các lô hàng sắt thép vụn nhập khẩu là 3-4%
thay vì là 1% hiện nay, vì rất khó tìm được sắt thép vụn có tỷ lệ tạp chất chỉ vào khoảng 1%. Sau đó thì Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam thì cũng có công văn gửi lên Bộ Công Thương kiến nghị xem xét tháo gỡ khó khăn sau khi Tổng cục Hải quan yêu cầu lấy mẫu kiểm định phế liệu nhập khẩu. Và hai hiệp hội cho rằng yêu cầu lấy mẫu kiểm định khiến doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc lấy mẫu và chờ kết quả giám định làm kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi, lưu tàu. Và theo hai đơn vị này, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 thì chỉ tính riêng phí lưu container ước thiệt hại cho các doanh nghiệp nhập khẩu giấy phế liệu và giấy lên đến gần 30 tỷ đồng. Rủi ro lớn khi chuyển tiền chui, nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên trang 9 của báo Tuổi Trẻ. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển số tiền lớn lên đến 500.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 11,5 tỷ đồng, nhưng thực hiện qua các kênh chui hoặc núp dưới hình thức nào đó, ngoài việc phải trả phí rất cao còn đem đến rủi ro rất lớn cho cá nhân. Về việc các công ty dịch vụ quảng cáo sẽ được chuyển được nhưng mà lách bằng cách thuê một công ty trung gian để đơn vị này thực hiện chuyển tiền hoặc nhờ một đơn vị khác mở hộ tài khoản tại nước thứ ba. Từ đó hoàn toàn có thể chuyển tiền từ Việt Nam thông qua bất kể một ngân hàng quốc tế nào. Ông Minh khẳng định, bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào tại Việt Nam đều phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Do vậy, không có chuyện ngân hàng được chuyển một số tiền ngoại tệ lớn như vậy cho cá nhân ra khỏi Việt Nam nhằm mục đích đầu tư nếu người chuyển tiền không có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Việc ăn theo hợp đồng xuất khẩu cũng khó khả thi vì doanh nghiệp xuất khẩu hàng phải nhận tiền về, ngân hàng phải kiểm soát, do vậy không có chuyện doanh nghiệp được để tiền lại. Trong thực tế cũng có trường hợp lách bằng cách làm hợp đồng ứng trước với các công ty xuất nhập khẩu, sau đó lấy lý do hàng không về, tiền mất nhưng thực ra đó là một hình thức lách luật để chuyển tiền, hoặc nhờ người thân ở nước ngoài chuyển, sau đó thanh toán cá nhân với nhau không liên quan đến luật pháp Việt Nam. Cụ thể, không chỉ chây ý thành lập ban quản trị, hàng loạt chủ đầu tư chung cư còn cố tình giam chủ quyền hoặc là cố tình làm sai thiết kế để rồi hậu họa thì cứ đổ hết lên đầu cư dân. Họa từ chây ý cấp quyền sở hữu chung cư, bài viết đáng chú ý của hai tác giả Giang Thanh và Đăng Giang. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia, chủ đầu tư chung cư Khang Gia ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Chung cư này xây dựng và bàn giao căn hộ từ năm 2012. Tuy nhiên, theo các cư dân ở đây thì suốt 5 năm thì họ yêu cầu cấp sổ hồng, nhưng đổi lại chủ đầu tư thì viện đủ lý do để trì hoãn. Dù chây ý cấp sổ đỏ nhưng đến tháng 3 năm 2017 thì công ty Khang Gia lại thông báo cư dân đóng 5% giá trị căn hộ còn lại để làm sổ hồng. Theo hợp đồng thì khi có sổ thì cư dân mới đóng 5% giá trị căn hộ còn lại. Nhưng vì nôn nóng và cũng vì muốn giúp chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nên họ chấp nhận đóng tiền. Và theo tìm hiểu, ngoài chung cư trên ở thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều chủ đầu tư đang cố tình chây ý trừ giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân. Đơn cử như ở chung cư Khang Gia Tân Hương ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, dù dân đã vào ở được 5 năm qua nhưng chưa nhà nào được hoàn công và dẫn đến là chưa có sổ hồng. Hiện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm mà mới xem xét hoàn công và làm sổ hồng. Ngoài ra, Sở còn yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm thương lượng và bồi thường cho người dân vì đã phải mua phải căn hộ sai phép này. Việc không được cấp phép thẩm quyền, cấp quyền sử dụng căn hộ đúng hạn khiến hàng trăm hộ dân chung cư không thể tính toán được tài chính. Và theo rất nhiều người dân thì nhiều gia đình đã chót hứa là sau 2 năm sẽ trả người thân khoảng một khoản tiền sau khi mà mượn mua căn hộ. Vậy mà đã rất nhiều năm trôi qua thì chỉ vì chưa có sổ hồng nên không thể đem thế chấp ngân hàng và đành mối mặt khất lần thêm với người thân. Theo tìm hiểu thì hầu hết chung cư đã không thể cam kết làm sổ hồng theo đúng nghĩa và đều cho chủ đầu tư xây sai thiết kế dẫn đến thì không thể hoàn công. Bên cạnh đó thì còn có lý do nhiều chủ đầu tư thu tiền làm sổ hồng của người dân nhưng lại không nộp tiền đó cho cơ quan nhà nước hoặc là đem cầm cố quyền sử dụng đất đặt tại ngân hàng. Và luật gia Nguyễn Thanh An cho rằng cư dân nên viết đơn khiếu nại tập thể lên các sở ngành để những đơn vị này có trách nhiệm đốc thúc cho chủ đầu tư làm thủ tục cấp sổ hồng. Khi tiếp tục bế tắc thì có thể thực hiện các bước tiếp theo. Với những chung cư xây dựng theo đúng quy định, hợp đồng mua bán hợp pháp, khách hàng thanh toán đầy đủ thì hoàn toàn có quyền tự đi làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Và tiếp theo trong phần câu chuyện buổi sáng, tìm hiểu mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc mang lại giá trị kinh tế cao và giúp làm sạch nước hồ ở tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục với tin quốc tế, người dân chặt cây ngăn cháy rừng, hàng trăm gấu túi ở Úc không có thức ăn và trở nên chết đói.
báu vật Hoàng gia Thụy Điển vừa bị mất trộm gần 2 vương miện được làm từ thế kỷ 17. Thưa quý vị, nếu như trước đây việc nuôi trai lấy ngọc chỉ được thực hiện ở biển, thì vài năm trở lại đây thì việc nuôi trai nước ngọt đã thực hiện ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Và điều đáng nói là chất lượng ngọc trai nước ngọt được các chuyên gia đánh giá là không thua kém gì so với ngọc trai được nuôi trồng ở các vùng nước mặn. Vâng, và từ hơn một năm nay thì mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chủ trì thực hiện tại hai hồ là hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu thuộc huyện Đại Từ. Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương mà còn giúp làm sạch nước hồ. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình nuôi trai nước ngọt tại huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Hạnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chuyển giao mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc từ năm 2017. Đến nay, gia đình ông có một hệ thống hàng chục lồng nuôi trai tại hồ Vai Miếu, huyện Đại Từ. Ông Hạnh cho biết, cũng giống như trai nuôi nước mặn, trai nuôi nước ngọt ăn phù du nên có khả năng làm sạch nước hồ. Tại hồ Vai Miếu, môi trường nước rất thích hợp cho việc nuôi trai lấy ngọc. Treo sâu xuống khoảng độ coi như là 6-70 phân thôi. Mình nước này vì lấy hồ này, nước nó đạt cái hồ này nó rất sâu. Nên cái nhiệt độ nó giữ là lúc nào nó chỉ từ 20 đến 28 độ thôi. Nên là nhiệt độ không bao giờ lên, mùa đông nó cũng không xuống mà mùa hè nó không lên. Thế con trai trai này thì cái bè nó cứ lên thì nó lên xuống thì nó xuống, nên là mình đã cố định rồi. Đến lúc nào nó ở tầm đấy. Cũng giống như nuôi trai lấy ngọc nước mặn, việc nuôi cấy ở đây hoàn toàn tự nhiên nên các công đoạn nuôi cấy phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt. Hiện nay mô hình nuôi trai lấy ngọc của gia đình ông Hạnh được thiết kế thành hệ thống bè nổi. Trên mặt bè là hệ thống các giá treo đặt song song nhau với khoảng cách từ 0,8 đến 1 mét. Sau khi phôi được cấy vào trai mẹ sẽ được đặt vào các lồng nuôi. Cứ sau 20 ngày lại được kiểm tra định kỳ tốc độ tăng trưởng. Chuyên gia của Nhật ấy, nên là các anh đã làm chuyên gia của Việt Nam, người ở dưới Ninh Bình người ta làm lâu rồi ấy. Thì các anh đánh giá nếu mà cái con trai trai ở đây, cái ngọc của nó rất đẹp và đạt. Và cái này là tôi cũng đang nuôi lần đầu tiên nên cái ngọc này đang vẫn phụ thuộc vào các chuyên gia. Nhưng lâu lâu lại mời người ta đến để xem là có đạt chất lượng không. Sau hơn một năm triển khai nuôi, đến nay phôi ngọc đã được phủ kín và tăng gấp đôi thể tích. Đặc biệt, ngọc trai tại lồng nuôi của gia đình ông Hạnh được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đánh giá có chất lượng tốt. Ở trong cặp em có nhiều. Sau hơn một năm triển khai thì cơ bản là dự án cũng đã triển khai đáp ứng yêu cầu và các cái kết quả đặt ra. Thế tháng 10 này thì chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh và sau khi nghiệm thu thì sẽ triển khai để nhân rộng. Và nhân rộng trước mắt là các cái doanh nghiệp đầu tư để nhân rộng triển khai. Sau đó là các cái hộ nông dân xung quanh cũng sẽ phối hợp cùng với lại doanh nghiệp để xây dựng một cái mô hình mới đối với tỉnh Thái Nguyên. Theo dự kiến, đến tháng 10 năm 2018, những lồng trai nuôi này sẽ được thu hoạch. Hiệu quả kinh tế đem lại khá cao, chi phí một con trai để nuôi, cấy ghép chỉ hết 35.000 đồng. Song giá bán hiện tại trên thị trường, một viên ngọc trai loại trung bình có giá từ 400 đến 800.000 đồng, ngọc trai loại đẹp từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài hồ Vai Miếu thì hiện nay hồ Núi Cốc là nơi thứ hai tại Thái Nguyên đang thực hiện mô hình này. Qua khảo sát các cái hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi nhận thấy là ở hai khu vực hồ là hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu là có cái thành phần dinh dưỡng cũng như các cái chất khoáng tốt để tạo lên được một cái viên ngọc tốt. Đấy. Năm 2017 chúng tôi đã mời chuyên gia của Nhật sang để cùng với lại doanh nghiệp cũng như là các chuyên gia của trường đại học Lâm là khảo đánh giá, điều tra, khảo sát các cái vực nước thì nhận thấy rằng đối với nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ở hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu là tốt nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như miền Bắc Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay Sở đã phối hợp với một vài doanh nghiệp để bao tiêu toàn bộ ngọc trai khi tới thời kỳ thu hoạch. Vì vậy, các hộ nuôi trai hiện nay không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Ngoài sản phẩm chính là ngọc trai, vỏ trai còn được tận dụng làm các đồ thủ công mỹ nghệ, thịt trai dùng làm thực phẩm hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Nuôi trai lấy ngọc cũng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và có thể nuôi kết hợp với các loài thủy sản khác. Chúng tôi cho rằng đây là một cái công nghệ cũng rất là mới
và nó phù hợp với các điều kiện của tỉnh Thái Nguyên. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã, Sở Khoa học Nghệ cũng đã đầu tư để triển khai dự án này với hai lý do. Một ấy là mở ra một cái ngành nghề mới cho tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai là gắn với lại du lịch phát triển hồ núi Cốc. Từ một ý tưởng táo bạo nuôi ngọc trai trên núi, những lồng nuôi trai này đang là mô hình kinh tế mới. Ngoài việc giải quyết việc làm cho người dân, khai thác tiềm năng thủy sản còn góp phần quan trọng vào việc phát triển du lịch tại khu vực hồ núi Cốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia. Không chỉ vậy, mô hình này cũng đang góp phần làm sạch môi trường nước tại các hồ như thế này. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 năm 2018. Tiếp tục chuỗi ngày hoạt động thu hút người yêu âm nhạc, ngày hôm nay, ngày hội triển lãm nhạc cụ lần thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra buổi triển lãm cuối. Những ai yêu thích âm nhạc có thể tìm đến Vạn Hạnh Mon, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để được hòa mình trong không khí âm nhạc và có cơ hội tự do trải nghiệm những nhạc cụ đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Ngày hôm nay, tại Hội quán Di sản Ba Đình Hà Nội sẽ diễn ra buổi công bố kết quả cuộc thi Bé vẽ màu dân tộc. Nội dung cuộc thi năm nay phản ánh ước vọng sum vầy, hạnh phúc, thịnh vượng của mỗi gia đình Việt dưới góc nhìn trẻ thơ. Hình ảnh chính trong chủ đề sung túc được ban tổ chức lấy hình ảnh lợn đàn, gà đàn trong đời sống hoặc tranh dân gian Đông Hồ, vừa gần gũi thân thuộc, vừa khơi gợi trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ thơ. Ngày hôm nay tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra sự kiện phát sóng trực tiếp chặng 10 của giải đua MotoGP 2018 nhằm thỏa mãn đam mê cho những tín đồ ưa tốc độ, đưa giải MotoGP 2018 đến gần hơn với khán giả Việt, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa niềm đam mê tốc độ và tinh thần bắn hớt, chia sẻ đam mê, chinh phục thách thức. Được biết, chặng 10 của giải đua MotoGP 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật, mùng 5 tháng 8 tại trường đua ở Cộng hòa Séc. Giữa lúc nhiều vùng của châu Âu đang phải hứng chịu đợt nắng nóng thiêu đốt, giới chuyên gia khí tượng cảnh báo kỷ lục về nhiệt độ ở châu lục này có thể bị phá vỡ trong vài ngày tới. Cái nóng kỷ lục ở châu Âu hiện nay là 48 độ C, được ghi nhận vào tháng 7 năm 1977 ở thủ đô Athens của Hy Lạp. Hiện nay, khí trời đang ngày càng oi bức ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi có một luồng khí nóng hướng về bán đảo Iberia từ châu Phi. Theo các nhà khí tượng, một số vùng thuộc hai nước này có thể chứng kiến sự phá vỡ kỷ lục quốc gia về nhiệt độ, thậm chí là cả kỷ lục 48 độ C của châu Âu tồn tại 41 năm qua. Tại Tây Ban Nha, nhà chức trách cảnh báo nắng nóng chủ yếu ở vùng Đông Nam sẽ càng thêm gay gắt, ít nhất là đến giữa tuần sau. Một số nhóm nghiên cứu khí tượng đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về nắng nóng tới mức rất là nguy hiểm, có nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe con người ở hầu hết miền Nam Bồ Đào Nha và tỉnh Badajoz thuộc miền Tây của Tây Ban Nha. Để đối phó với đợt nắng nóng khắc nghiệt hiện nay thì nhiều người dân Hàn Quốc đã đổ xô đến hồ bơi hay là các đài phun nước ở khu vực công cộng. Bên cạnh đó thì không ít người cũng đã nghĩ ra cách khác lạ để chống chọi với cái nóng, cho nó phải kể đến việc ăn các món súp nóng hổi. Tại Hàn Quốc, nơi nhiệt độ cao kỷ lục khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, nhiệt độ cao nhất lên tới 40,3 độ C, người dân trú ẩn trong những trung tâm mua sắm lắp điều hòa đông như chảy hội. Ghi nhận con số khách đến trung tâm mua sắm những ngày nắng nóng tại Hàn Quốc tăng 40%. Các công ty dịch vụ vận chuyển đồ ăn làm ăn rất phát đạt khi người dân không muốn rời điều hòa và quyết định đặt bữa ăn trực tuyến. Để đối phó với tình trạng nóng bức, người dân đã sáng chế ra nhiều phương pháp, trong đó có việc sử dụng quạt cầm tay, áo đá. Đây là một loại áo có thể nhét đá cục hoặc chất lỏng làm mát vào bên trong nhằm làm giảm nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra, họ còn tới các bể bơi, bãi biển để tránh nóng. Đợt nóng này dự kiến sẽ kéo dài đến hết tuần sau. Các nhà khoa học Australia mới đây đã đạt được một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư khi phát triển một loại thuốc mới có thể đưa các tế bào ung thư vào trạng thái ngủ đông vĩnh viễn và không tiếp tục gây hại cho bệnh nhân. Theo các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Y khoa Australia, loại thuốc mới hoạt động bằng cách ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và phân chia, trong khi đó nó lại không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường và không gây tác dụng như các phương pháp điều trị ung thư hiện nay. Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy loại thuốc mới thành công trong việc chặn đứng sự phát triển của các tế bào ung thư máu và ung thư gan, đồng thời làm giảm thiểu nguy cơ tái phát ung thư. Nhóm nghiên cứu bày tỏ kỳ vọng với những thành quả ban đầu này, quá trình thử nghiệm trên người sẽ sớm được tiến hành. Các nhà nghiên cứu hộ động vật ở đảo Raymond ngoài khơi bờ biển phía nam Australia cho biết những chú gấu túi đang chết đói dần
vì cư dân tại đây chặt cây để ngăn cháy rừng do hạn hán. Theo số liệu của Tổ chức Gấu Túi Australia thì hiện chỉ còn khoảng 90.000 cá thể sống trong tự nhiên. Gấu túi sống tại hòn đảo Raymond phía nam Australia đang chết dần vì đói khi cư dân ở đây chặt cây để ngăn cháy rừng do hạn hán. Vì vậy, môi trường sống và nguồn thức ăn của loài động vật này bị tàn phá. Khoảng vài tuần trở lại đây, có khá nhiều con gấu túi được chuyển đến đây mỗi ngày và chẳng có con nào còn sống cả. Chúng đều đã chết. Thức ăn chủ yếu của gấu túi Australia là lá cây bạch đàn và việc chặt cây ngăn cháy rừng lại đang đe dọa nghiêm trọng đến chúng. Gấu túi đang nằm trong danh sách loài dễ bị tổn thương được luật pháp Australia bảo vệ. Theo số liệu của Tổ chức Gấu túi Australia, hiện chỉ còn khoảng 90.000 cá thể sống trong tự nhiên. Từ lâu, các nhà bảo vệ động vật đã khẩn cấp kêu gọi chính phủ Australia tích cực hơn trong việc ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài gấu túi, một trong những biểu tượng của đất nước này, giống như loài chuột túi kangaroo. Theo một số liệu thống kê, ở Ấn Độ có hơn 5 triệu trẻ em có chỉ số thông minh IQ được xếp vào mức thiên tài. Đa phần các em đều mơ ước có nghề nghiệp tốt trong tương lai và mong muốn được cống hiến cho xã hội. Thế nhưng ước mơ ấy đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là sự nghèo đói, nạn lạm dụng lao động trẻ em, tảo hôn, sự bất bình đẳng về giới và quan niệm không coi trọng chuyện học hành. Những đứa trẻ đa phần là con của những người kéo xe, tài xế và con của người giúp việc nhà tại khu ổ chuột này đang chuẩn bị làm bài kiểm tra của tổ chức Mensa. Đây là tổ chức phi lợi nhuận lâu đời nhất và uy tín nhất, chuyên hỗ trợ các thiên tài có chỉ số IQ tối thiểu là 140, chiếm khoảng 2% dân số thế giới. Chúng tôi giống như những thợ mỏ đang khai thác kim cương, nếu tìm được chúng, sẽ cố gắng gọt rũa những viên kim cương này. Đây là những ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ đạt điểm cao trong bài kiểm tra của Mensa. Em Ritu Paswan đạt 145 điểm IQ năm 12 tuổi cho biết, em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em mơ ước sau này được trở thành bác sĩ. Ritu Paswan sống tại một khu ngoại ô nghèo. Phần lớn những phụ nữ ở khu phố của em đều làm nghề giúp việc nhà và không ai học hết cấp 2. Cha bỏ đi từ lâu, mẹ của em phải kiếm sống rất chật vật và từng hai lần tự tử vì túng quẫn, nhưng bất thành. Niềm hy vọng của gia đình đè nặng lên vai cô bé. Dù chặng đường phía trước của Pasquan còn nhiều thử thách, nhưng dẫu sao, em vẫn là người may mắn khi có cơ hội được phát triển khả năng. Nếu có dịp đến thành phố Chicago của nước Mỹ trong những ngày này, thì du khách có thể sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều tác phẩm nghệ thuật mô phỏng những ngọn hải đăng được trưng bày ngay trên đường phố. Và đáng chú ý, đa phần những tác phẩm này đều do những nghệ sĩ khuyết tật sáng tạo ra, với mong muốn kêu gọi mọi người hãy yêu thương, hỗ trợ người khuyết tật nhiều hơn nữa. Tổng cộng có 51 ngọn hải đăng như 51 bức tranh khác nhau được trưng bày ngoài phố. Đây là một phần của chiến dịch vận động vì người khuyết tật do tổ chức phi chính phủ mang tên Hải đăng của thành phố Chicago thực hiện. Ngoài việc trưng bày những tác phẩm mang hình dáng những ngọn đèn biển, sự kiện còn giới thiệu một phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh, chú thích về các cảnh vật bằng giọng nói giúp người khiếm thị dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp. Cuộc trưng bày cũng nhằm nhấn mạnh Chicago là một đô thị luôn biết cảm thông với người khuyết tật. Theo đó, hơn nửa trong số 103 nghệ sĩ tham gia dự án là người khuyết tật. Trước đây, thành phố Chicago cũng từng tổ chức những cuộc trưng bày nghệ thuật tương tự, chẳng hạn như giới thiệu các tác phẩm mô phỏng những chú bò cách đây 19 năm hay cuộc trưng bày mô hình những chú khuyển diễn ra vào năm ngoái. Hiện cảnh sát Thụy Điển đã triển khai lực lượng mặt đất trên biển và trên không nhằm giáo diết truy lùng những kẻ trộm táo tợn đánh cắp hai vương miện và một quả cầu hoàng gia trong thánh đường Strandmass ở phía đông nam nước này ngay giữa ban ngày. Theo truyền thông Thụy Điển, hiện cảnh sát nước này đã huy động các lực lượng tham gia truy lùng hai kẻ được cho là thực thi phi vụ ăn trộm táo tợn ngay giữa ban ngày, rồi sau đó trốn thoát liều lĩnh bằng mô tô nước. Được biết, vụ trộm xảy ra hôm 31 tháng 7 được truyền thông mô tả giống như phim hành động Hollywood. Hai tên trộm đã đột nhập vào thánh đường Strandnas ở phía đông nam Thụy Điển, lấy đi vương miện của vua Các Đệ Chín, nữ hoàng Katrina và một quả cầu hoàng gia đặt trong tủ kính khóa chặt trước sự chứng kiến của các nhân viên. Sau đó, hai tên trộm đã nhảy xuống một chiếc mô tô nước đậu dưới thánh đường và đào tẩu. Cảnh sát đang điều tra những thông tin mà các nhân chứng cung cấp để có thể giúp ích cho việc bắt giữ hai tên trộm kể trên. Theo lực lượng cảnh sát Thụy Điển, hai tên trộm đã bỏ lại mô tô nước và chuyển sang đi ô tô sau đó, đi theo hướng Tây hoặc hướng Đông về phía thủ đô Stockholm.
Hiện phía cảnh sát nước này đang triển khai lực lượng theo mọi phương án để truy lùng tung tích của các báu vật bị đánh cắp, vì họ chưa rõ hướng đào thoát của những tên trộm táo tợn này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.